chào tất cả các bạn, tôi là Trường Văn Hồng. Hôm nay tôi rất vui khi hướng dẫn các bạn cách làm một hình thức để kiếm tiền. Đây là một hình thức kiếm tiền mới hiện nay của các bạn trẻ rất là thích khi áp dụng, tại vì nó là các bạn có thể làm tại nhà này, có thể thỏa sức cái đam mê sáng tạo của mình và nhất là có thể kiếm tiền thu nhập cho bản thân. Phần đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đó là về tâm lý và về một chút kiến thức về YouTube. Vấn đề đầu tiên mình sẽ nêu ra ở đây đó là vấn đề YouTube trả tiền cho các bạn như thế nào. Như các bạn đã biết thì YouTube là một sản phẩm của Google. Trước đây thì YouTube là một công ty độc lập, sau đó Google đã mua lại YouTube, thì thấy cái tiềm năng sức mạnh của YouTube từ lúc bấy giờ. Thì YouTube không tự ra ra từ tiền và lợi nhuận của bóng thu được chính là từ quảng cáo từ Google chuyển sang. Google thì có rất nhiều bao loại dịch vụ quảng cáo của Google, đó là Google AdWords, đó là từ khóa Google AdSense, các loại dịch vụ quảng cáo trên nền Google, và những cái sản phẩm quảng cáo của Google được đăng lên YouTube. Vì vậy, chính cái phần thu nhập của các bạn nó chính là từ quảng cáo của YouTube. Quảng cáo của YouTube thì các bạn có thể xem ở những clip trên YouTube, các bạn thấy ở dưới góc của màn hình thì sẽ có những cái điểm vàng vàng, đó chính là những cái điểm để YouTube bắt đầu phát quảng cáo. Và làm sao để thu được tiền YouTube? Thứ nhất, đó là người xem họ sẽ kích vào cái phần quảng cáo của các bạn. Ví dụ các bạn đang xem một đoạn clip trên YouTube thì một lúc sẽ có những đoạn quảng cáo xuất hiện. Các bạn ý sẽ thấy cái phần skip ad bỏ qua quảng cáo luôn. Lúc đó nếu mà bạn click vào thì tức là người sở hữu kênh channel nó sẽ được lợi nhuận. YouTube còn trả thêm một cái phần nữa dành cho các channel, đó chính là cái phần tính theo lượt view. Mình biết thì khoảng là 1.000 lượt view thì các bạn sẽ được YouTube trả tiền. Và YouTube trả tiền cho các bạn như thế nào? YouTube sẽ sau khi các bạn đạt đến một cái mức nào đấy về quảng cáo, ví dụ như bạn dùng 100 đô thì YouTube sẽ thanh toán cho bạn khoản tiền đấy. Thông thường thì tổng kết YouTube khoảng 27 tháng YouTube sẽ tổng kết cái số tiền đó và sẽ trả cho bạn. Vậy điều kiện như nào thì YouTube trả tiền cho các bạn? YouTube trả tiền cho các bạn thì các bạn phải là đối tác của YouTube. Thì trước đây YouTube thường xem xét các cái channel nào họ có tiềm năng thì YouTube sẽ đặt vấn đề đó là đề nghị làm partner cho YouTube. Theo mình nhớ lần thì Mỹ Tâm là người đầu tiên của Việt Nam được YouTube đề xuất gợi ý để làm đối tác chính thức cho YouTube tại Việt Nam. Sau đó đến năm 2015 thì đã mở cái chính sách này rất là rộng cho các YouTube Việt Nam, tại vì như là biết thì Việt Nam là một trong 10 quốc gia xem YouTube lớn nhất trên thế giới. Nhận thấy rằng cái khả năng tiềm năng của Việt Nam là rất lớn nên YouTube đã mở cái phần partner cho các YouTube Việt Nam. Thì YouTube muốn việc những người làm YouTube ở Việt Nam ý, cũng là một cái partner của YouTube thì bắt buộc cũng đăng ký họ sẽ chọn làm việc ở Mỹ hoặc các quốc gia khác như là xin thì ở trước ở Việt Nam chắc chắn thì sẽ không làm được những partner của YouTube. Vậy để làm sao để các bạn làm partner cho YouTube? Thì nhiều bạn sẽ hỏi là làm thế nào để làm partner cho YouTube? Làm bắt đầu cho YouTube dễ, sau khi bạn có một tài khoản Gmail, đăng ký tài khoản Gmail này và có một số điện thoại thì các bạn tạo một cái YouTube và có bắt đầu cắt những clip của mình. Và YouTube ra một điều kiện để làm điều kiện cần để các bạn làm bắt đầu cho YouTube, đó là clip các bạn phải có 10.000 lượt view.
các bạn muốn tham gia kiếm tiền trên YouTube thì theo mình thấy như Việt Nam hôm nay chỉ có 3 đối tượng làm YouTube ở Việt Nam. Làm content, tức là những người họ tự tiếp sản xuất nội dung, họ lên YouTube tự quay, tự diễn, tự sản xuất và tự quản lý luôn cái phần video của mình trên YouTube. Thứ hai đó là React. Những bạn này thì là sau khi nghe một số thông tin đâu là YouTube kiếm tiền rất là dễ rồi các bạn này. Lên các cái trang mạng hay là chính lên trực tiếp YouTube đó về, sau đó up các cái kênh, các video đó lên cái channel của mình, đủ tên của chuyên đề edit một chút thì thành phần này gọi là React. Tức là họ không làm gì cả, chỉ là những người họ nắm rất tốt về cái phần nguyên tắc của YouTube. Ở YouTube thì có hai phần nguyên tắc, đó là nguyên tắc về bản quyền, nguyên tắc về cộng đồng. Thì những người editor họ nắm rất là rõ về cái luật của YouTube. Và thứ hai là họ có thể sử dụng các cái nguồn tài nguyên có sẵn. Phần tiếp theo mình sẽ nói đó chính là đầu ra cho cái lớp của bạn là đi đâu. Thì sau khi xác định được cái đạo YouTube mình sẽ làm, nếu mà làm vlog chính là làm content, thì cái phần đầu ra các bạn sẽ làm như nào? Các bạn hãy tự mình xem, chia sẻ cho bạn bè, người thân qua Facebook, qua Viber hoặc qua Zalo, rất nhiều thứ để chia sẻ. Có thể có một cái page của mình chẳng hạn, một cái group riêng của mình, bạn chia sẻ đấy. Thông thường khi những người blogger họ đều có những cái fanpage riêng hoặc là Facebook cá nhân, bao gồm các bạn không biết các bạn được có group cá nhân cả đúng không? Đó. Chúng ta chuẩn bị về kỹ thuật. Kỹ thuật thì các bạn có thể chuẩn bị về phần cứng. Cứng thì đầu tiên các bạn phải có một chiếc máy quay hoặc là một chiếc điện thoại có chức năng quay phim. Cái này thì chắc là bạn nào cũng có bây giờ, ít bạn nào dùng điện thoại để trắng cả. Thì tiếp theo đó là về phần máy tính. Thì máy tính thì nghĩa là một chiếc máy tính có thể render được video, product được video. Phần tiếp theo mình xin nói về sử dụng phần mềm. Phần mềm đầu tiên theo mình nghĩ các bạn phải sử dụng được đó là Adobe Photoshop. Photoshop thì các bạn có thể chỉnh sửa một số cái ứng cơ bản như là về chữ, về ảnh. Điều này rất là cần thiết khi các bạn xây dựng channel như là phát triển về hình nền này, về thumbnail này, hoặc rất nhiều thứ có thể phải sử dụng Photoshop. Điều thứ hai các bạn cần đó là phải sử dụng được cái phần để làm phim. Phần mềm làm phim hiện nay rất là nhiều chuyên nghiệp như Apple Fry này, After Effects này, ấm chuyên hơn chút đó là Sony Vegas, hoặc là một số phần mềm về cơ bản như là Photoshop hoặc là Cyberlink Director, hoặc là một cái phần mềm đơn giản nữa đó là Movie Maker của Windows. Hiện nay thì có một số app các bạn có thể sử dụng để làm trên điện thoại như là Viva Video hoặc một số phần mềm khác. Sau khi chuẩn bị được những bước trên rồi, phần tiếp theo các bạn phải chuẩn bị đó chính là kịch bản. Kịch bản đó chính là cái phần chủ đề bạn muốn truyền tải đến cho những người xem. Việc xây dựng kịch bản thì cũng khá là khó, tại vì tùy theo mức độ của mỗi người họ thể những ý tưởng. Để làm những cái vlog có chất lượng thì các bạn phải xây dựng cho mình chủ đề chạy. Đó là những chủ đề thì các bạn có thể chọn những chủ đề nói về cuộc sống này, các vấn đề về cô này, và về sở thích và những chia sẻ suy nghĩ của bạn. Một phần chuẩn bị nữa đó chính là chuẩn bị về diễn xuất. Diễn xuất đóng vai trò khá là lớn trong vlog các bạn làm theo kiểu Rivervine hoặc Unipression. Để chuẩn bị về phần diễn xuất thì các bạn nên dùng một chút về cái body language, đó là dùng cái ngôn ngữ cơ thể để nói, để tạo một cái sự thân thiện hoặc là cái sự chú ý của những người xem các bạn. Một phần nữa là
tầm nói, bạn thấy có thể tầm nói trước hoặc nói trước camera sao cho là thoải mái nhất và sao bắt được cái thu hút cái sự theo dõi của mọi người vào mình. Thứ hai là xây dựng một tuyến nhân vật. Thế tức là các bạn có thể dụng tận dụng những cái góc máy quay để xây dựng các tuyến nhân vật từ góc giữa này, góc trái, góc bên phải, hoặc là xây dựng các cái nhân vật theo cái tính cách của người già, ví dụ trẻ em, những tính người có tính, hoặc là cha mẹ ông bà, hoặc là người yêu, hoặc là bạn bè gì đấy. Nó như một cái xã hội nhỏ khi các bạn sử dụng cái góc. Phần cuối mình xin trao đổi với em đó chính là phần SEO cho vlog của bạn. Phần này khá giống là cái phần đầu ra cho vlog. Thì SEO thì thực ra nó thì rất là phức tạp, thực ra nó rất là đơn giản. Nó chỉ là cách các bạn đặt tiêu đề này, đặt thẻ tag này, hoặc là các bạn truyền thông cái vlog của bạn đi thôi. Chính là vấn đề phải làm. Phần SEO vlog này thì khá là giống cái phần SEO YouTube. Thì cái phần này nó cũng khá là nhiều, mình sẽ chia sẻ thêm một các cái video tiếp theo của các bạn chủ yếu sẽ. Như vậy qua video này mình đã truyền tải cho các bạn một số cái phần nội dung các bạn có thể cần biết khi bắt đầu chuẩn bị xây dựng một video trên YouTube. Ông muốn kiếm gì ạ? Hãy em xin tôi kiếm cho em hỏi chút. Thì cái phần mình gõ tiếng Việt thì gõ như nào nhỉ? Đừng ngờ cái thằng này nó nói như kiểu đa cấp đi. Ok. Đồ má tụi bây tự sống mày tuổi thì bây giờ làm vlog có tiệm không? Thực ra thì làm vlog thì nói thì là tất cả mọi người đều làm được, nhưng mà theo mình nghĩ thì cũng một số đối tượng thì khả năng không thể làm được vlog. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Các bạn hãy like và subscribe và hãy share clip này cho mọi người biết cái làm vlog nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên theo mình nghĩ thì các bạn nên chuẩn bị về phần ba ngày rồi còn chưa có ai được một bạn nào để hết cái phần 1, phần 2, phần 3.